Xin chào mọi người, chú áo của tôi đưa ra chú sẽ có cách hạt tập bổng dùng. Xin chào mọi người. Xin chào bố. Xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà mình ăn tối với canh kim chi mọi người ơi. Cái này để quay canh kim chi cho mọi người xem nè. Cái này là mình nấu nè mọi người. Canh kim chi cay. Này nãy chồng mình chiên trứng gặp trứng sinh đôi nè mọi người. Cho nên là để dành cho mọi người xem. Trời ơi, hai dĩa trứng cho bên. Cái này là chả cá xào. Ấm đây có được quá à. Chả cá xào. Ấm đây có được quá à. Cái này là kim nè mọi người. Cái này là kim gói cơm. Chồng mình nói loại này ngon nè. Mình ăn cái loại này nè. Là ở trong có một lá gì nè mọi người. Cái này là cái loại người ta cắt sẵn rồi đó. Cái mình gói cơm ăn. Cái này olive. Cái lá kim nè. Chèo con thích ăn cái này cho nên là mua. Thôi. Nó má. Thân kim. Kim này là dầu mè, có dầu mè nè mọi người. Mình gói, mình cuộn. Nhiều quá Bi ơi. Thôi mình không ăn à. Mọi người ăn cùng nha. Xin chào mọi người, cái nụ cố. Xin chào bà nụ cố à. Hả cắm mắt kìm nè. Hả cắm mắt kìm nè. Mọi người 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 cỏ này hai chồng mình ăn rồi cho nên mình để một cái tô nữa. Ồ, cái này mất cái này đây. Chưa cái này một cái này đây tụp. Cái này là tàu hũ. Mình nấu với tàu hũ nè. Với thịt ba chỉ. Too much nè. Thịt ba chỉ. Chồng mình nói mình nấu kim chi canh kim chi ngon cho nên là chồng mình đặc biệt kêu mình nấu. Chồng mình nấu không có ngon hơn mình á. Không hiểu sao mình nấu kim chi ngon. Nấu món khác thì không ngon. Mình đi nấu kim chi chi kẹp thật cơ đôi. Mẹ con, ta nấu con bừng đi. Kim chi chi có kim bắp nhìn chồng. Không được rồi. Ăn từ từ Bi. Ăn dễ vậy. Không được rồi. Không được rồi. Không được rồi. Không được rồi. Ăn nào. Thực ra cũng thế. Ăn nhầm một cây. Ra là ăn làm chi không? Một cây. Ăn chi không? Hấp bày của tôi ta ra chỗ. Mua cho là rồi hả? Kê đòn. Kê đòn một cây. Ừ, khói à. Cái này nó mất trò cơ sổ. Ơ, cái này thì trò này à. Bi ăn cơm, Bi không mời mọi người ăn không? Mời người. Nhưng mà Việt Nam bà bê cơm nó rất là ngon. Ngon chứ. Chồng mình nói heo quay Việt Nam ngon. Rồi học cái bí quyết để quay heo á mọi người. Bộ tính về bán thịt heo xong. Cô không có chẳng sao mà nó không biết thịt heo bà kìa. Học cái quyết quay heo luôn về đây bán thịt heo thì sao không biết nữa. Thịt chúng sơ sơ bồi mà không mà sơ sơ cơ chứ. Bà bây giờ chạy thai có sức không? Ừ, không có sức không. Không có sức. Thiệt luôn. Rồi bán thịt heo quay. Nó bà biết cái chẳng sao cái chip hết rồi. Ông bán thịt heo quay, mình là vợ của thằng bán thịt heo quay. Để có chi phong cắt cho tiền cơm bán à? Bán
này chắc không lời nổi đâu, tại vì ghiền ăn heo quay mà. Chắc chắc không lời nổi. Chị phân luôn rồi luôn. Chẳng sao anh đeo gạch thế. Mày không sao đi. Sao thì sao? Mày mơ rồi.돼지 한 마리에서 반은 내가 먹고 반만 팔면 되잖아. 아닌가? 맞아. 맞아, 그렇지? 한 마리잖아. 잠만요, 왜 안 먹어? 안 먹어? 안 먹어? 제발 나요. 최고야. 아빠도 엄마도 최고야. 엄마도 엄마도. 다음 또 하는 거야? 반만 팔아도 된대. con chưa đẹp luôn. Lần sau mình về Việt Nam mọi người là mình sẽ tìm cách cho chồng mình đi học quay heo lớn. Đúng rồi. Có nghĩa là đi học lớn á. Học lớn á, cách quay heo. Nó xin trẻ á. Để cho về đây ổng quay. Rồi tự ổng ăn. Suốt ngày cứ thèm heo quay. Em không ăn chứ. Ừ. 보통 바베큐로 팔고 음료수로 다 깔라면서 팔면은 그 집은 대박집이야. 나를 좋아하는 음식이니까 그렇게 많이 있지. 안 그래. 내 주변 사람들도 그래. 내가 먹어서 맛있다고 하는 집은 진짜 맛있는 집이고 내가 먹어서 맛없다고 하는 집은 진짜 맛없는 집이야. 이거 군밥다. 군밥다. 미식가. 군밥다. Con ngồi xuống con chào đi. Xin chào thăm bì mơ nè. Khoát tay, khoát tay. Xin chào thăm bì mơ nè. Nói chào đàng hoàng. Bye bye, tiếp theo. Đồng sang của tôi đủ lê xe. Đồng sang chúa ơi. Chào đủ lê bài á. Chào nói là nhớ là hãy like và nhấn đăng ký kênh đó mọi người. Lúc nào cũng vô là lúc nào cũng nói chúa em của tôi đưa ra bài á. Lúc nào cũng kêu là mọi người mọi người là like và nhấn đăng ký kênh, lúc nào cũng dặn hết á. Ý thức được rồi đó mọi người, ý thức được. Xin chào tạm biệt mọi người. Ngày con xuống nha. Dạ dạ. Trong những clip của mình á, có nhiều chị á họ kêu là quay cùng với hai đứa con gái của mình á, thì làm có dịp thì mình sẽ quay nha. Tại vì hai đứa con gái thì thường thường đi học á, sáng là đi sớm tới 6 giờ mấy mới về á, cho nên là mình bình thường là mình khó quay được lắm. Còn cuối tuần thì con cũng đi học thêm á mọi người, cho nên là quay được cũng phải tranh thủ thời gian á. Không có khi nào mà có dịp thì mình sẽ quay cho mọi người xem hai đứa con gái của mình nha. Chán quá. Đứa con gái lớn của mình nó là Tết này là 12 tuổi nè mọi người, nhưng bây giờ là muốn bằng mình rồi. Giống như nó cao, nó bự á, nó muốn bằng mình rồi. Hôm nay để mình bốc phép chồng mình một xíu nha mọi người. Là nhiều chị em khen là chồng mình hiền á. Không có hiền đâu nghe mọi người. Không có hiền. Giỡn nhây. Giỡn không biết dừng. Hay chọc lét. Hay cổng lên trên lưng mà chạy quay vòng vòng. Là giỡn là số dắt luôn. Rồi nóng tính cũng số 1. Có cái là không có thích uống rượu. Uống thì uống nhưng mà 1-2 tháng uống một lần thôi. Tính cách là tứ lỗ tường thì không có lọt vô lỗ nào hết á. Chỉ có là hút thuốc thôi. Tính tình thì rất là nóng nảy. Là không có riêng gì chồng mình đâu mọi người. Là người Hàn, tất cả người Hàn, đàn ông Hàn á, là cực kỳ nóng. Nóng tánh lắm. Làm cái gì mà không giữ ý nha. Là hét mình gào gào dứt. Nhưng mà nếu mà mình biết ý người Hàn á
thì mình lại mình hát lớn lên nữa thì người Hàn sợ. Tại vì người Hàn được có một cái là tánh nóng hát thôi chứ không có cái gan to à. Nhưng nhiều người ta không biết á. Người ta thấy hát quá ta sợ cái người ta e dè. Cái là hát lên hơi lớn nữa, nhưng mà nếu mà biết tánh là hát lên nữa thì lại sợ mình lắm. Không phải là sợ mình mà giống như người ta lại sợ mình. Còn giống như mình sợ, mình e dè là người ta bắt nạt mình hơn nữa. Đó là không riêng gì chồng mình mà là người Hàn luôn cũng vậy nữa. Đa số đàn ông Hàn rất là nóng tánh. You catch. Rồi có những dốt vị trí. còn nhiều chị em nói mình ăn hiếp chồng mình. Ui da, đó, ai ăn hiếp ai nha. Cái này là không có biết được nè. Không, mình không ăn hiếp chồng mình. Mình chỉ có nói là những cái gì mà mình ăn hiếp được mình hiếp thôi, còn những cái nào mình không ăn hiếp được thì thôi. Nhưng mà đó, thấy chưa mọi người, là cầm tay mình không phải là cầm tay bình thường đâu nè. Bóp cái ngón tay mình nè, đau điếng lắm. Đau lắm cái bộ đó. Đau lắm cái bộ. Mà giống như ăn hiếp ngầm đó. Chứ thật ra là mình đâu có giữ đâu. Mình thì ai chửi mình chửi lại. Chứ bình thường mình đâu có kiếm chuyện chửi người ta đâu. Cho nên đâu cứ gọi mình là giữ được. Không có khói sao có lửa. Ý là bậy, không có lửa sao có khói, đúng không? Rồi nhiều em hỏi là bên người Hàn á là có xem thường người nước ngoài không? Người Việt Nam không? Người Hàn thì cũng tùy theo người. Có nhiều người người ta cũng xem thường. Người ta xem thường cái chủng tộc, đặc biệt là người ở Đông Nam Á và người da đen. Nhưng cũng có nhiều người ta rất là thích luôn. Ví dụ như chồng mình nè, rất thích là người nước ngoài, mà đặc biệt là người Việt Nam, người Đông Nam Á. Tại vì là giống như nói là người ở bên đó đi qua đây xuất nhập khẩu này nọ, thấy đó mọi người thì là họ rất là cần cù, cần mẫn đi làm việc. Còn những chị em phụ nữ mà còn lập gia đình hay là định cư bên này cũng vậy đó. Họ đi làm việc có thời gian rất là dài luôn. Họ cần cù đó. Thì là người Hàn lại thích. Chứ không phải là ai cũng xem thường. Thủ năm là hai mà là gì? Yên trong chắc đơn. Hai mươi sáu năm thì mua xiên có. Mua xiên sáu năm tùy sợ, mua xiên sáu năm tùy chả là cứ cười dễ kia. Nhưng mà Thủ năm là hai mươi sáu năm. Thủ năm là hai mươi sáu năm. Đông Nam Á, nãy mình nói là nhầm hay sao mọi người, nãy mình nói là Đông Nam Á hay là Đông Nam A. Tại vì cái từ là Đông Nam Á là tiếng Việt Nam mình, còn mà Đông Nam A là tiếng Hàn. Nhưng mà nó cũng na ná nhau, nãy có khi mình nói nhầm ha, nói nhầm thì xin lỗi mọi người nha. Tại vì hai cái từ nó giống, nó hình như là giống nhau luôn. Đông Nam Á với là Đông Nam A với là Đông Nam Á cũng giống nhau. 그게 동남아 그러면은 자기는 알겠지만은 모르죠. 그 사람 그 한국 사람, 베트남 사람이 아니면 동남아 그 접근 그 무시하나 아니면 인종 차별 좀 무시하라고. 동남아라고 해도 되고 인도 차이나 반도라고 해도 되고. 근데 무시하는 사람도 있고 안 무시하는 사람도 있잖아. 그래서 그쯤 얘기는. 보통에 무시하는 거는 남자보다 여자가 좀 무시 많이 하는 것 같아. 여자들? 근데 여자. Chồng mình nói là người Hàn á là đàn ông á với là phụ nữ, là đa số là phụ nữ thì xem thường là nhiều hơn. Tại vì giống như là đặc biệt là con gái Hàn nó nhìn cao lắm mọi người, gái Hàn nhìn rất là cao. Gái Hàn mà giống như đàn ông Hàn mà không có sự nghiệp, không có, nói chung là sự nghiệp không có được vững chắc. Nhà cửa khi mà lấy là phải có nhà thì mới chịu. Cũng có những người ta không có nhà ta cũng lấy, nhưng mà đa số, mình nói cái từ đa số nha, chứ không có nói là hết 100%, nhưng mà giống như đa số vậy đó. Thì là người đàn ông Hàn á, thì ở Hàn là hai cái công việc mà nếu mà thu nhập cao mà con gái Hàn muốn lấy, ao ước lấy là thứ nhất là bác sĩ, thứ hai là luật sư nè. Là giống như cái những cái nghề nghiệp đó là con gái rất là thích muốn lấy. Còn mà người mà không có nhà là rất là khó lấy vợ. Con gái lại lấy nhà, là lấy vợ là phải có nhà, phải có cửa. Khi mà có nhà rồi á, khi mà cưới về á thì là
người phụ nữ sẽ mua những cái món đồ trong gia đình, ví dụ như là ghế, bàn, tủ hay là tủ lạnh, tivi này nọ đó mọi người, là cái đó là phần của con gái. Còn con trai thì có cái nhà, là giống như là cái văn hóa của Hàn Quốc đó. Và đặc biệt là khi mà hai bên mà lấy nhau thì không, cũng giống như Việt Nam mình, ở ngoài hình như là ngoài Bắc hay là ở Sài Gòn á, thì là đàn trai cũng không có nộp tài cho đàn gái đó, tiếng miền Tây gọi là nộp tài đó mọi người. Thì ở miền Tây mình vẫn còn, miền Tây mình mà nhà có đông đông con trai á thì thôi, thì cưới vợ hết mệt luôn, mệt nghỉ luôn, tại vì cưới vợ là phải nộp tài cho nhà gái, phải cho vàng, mà cho vàng cây mới chịu mà nghe, gái miền Tây là có giá lắm mà nghe, cho vàng cây không à. Đó là nhà hai cưới vợ mình thấy không cho lắc nhẫn gì chuyền. Ô đi cơ thôi xích cơ đòn cứ cùng về chỗ nào cứ họ cứ uri cứ tông nề cứ muôn hoa cơ đòn xích cái nam cha chị bé vợ cha chị bé rồi cùng chút cô tuôn chút cô cái vợ cha một chút cần cái gì mốc gì phan gì ban gì đã xuân cơm hè đấy đã xuân rồi chứ cái cô ở đâu xuất chứ hè 저 사줬어. 어디? 옷 다 어디다 빼놨냐? 어디? 하나도 없어 지금. 와 그래? 그럼 불가리 그거는 다 팔아? 그럼 내가 맛있는 거 사 먹을까? 나 그러다가 낚싯대 살까? mình đang nói về cái vụ mà đàn trai cho vàng đàn gái đó mọi người, thì là mình mới xè tay xin nói là hỏi là ngày xưa lấy mình người có cho mình đâu? Tại bên đây thì không có mọi người. Nên mình nói là ngày xưa lấy mình có cho mình miếng nào đâu, bây giờ phải cho là mỗi thứ một cây mới được. 낚싯대 사고 남는 돈으로다가 가짜금 사서 주고. 아이고 그 거리 맨날 남은 주머니 다 깨 그냥. 그리고 나서 두고두고 낚싯대 뭐 몇 한 개도 사고 두 개 사고 세 개 사고 몇 개 lấy đàn ông hàng lỗ á, không có được vàng dòng hết trơn á. 차를 바꿀까? À, giống như cái văn hóa mình nói giỡn mọi người ha, giống như cái văn hóa của họ vậy. Má đây. Chán mất rồi. Má đây. À, 축구 언제 하는지 궁금해요. 축구 무슨 축구? 있어. 1월 달에 축구 있어. 베트남 축구. 저번에 어디 필리핀인가? 아닌데. 몰라. 어디인가? 아니야. 그 아, 어디야? 그 그냥 축구가 있어. 1월 달에 내가 알기로. 그냥 어디지? 그 전에 한국이랑도 축구 하는 거 같던데. 이라크인가? 이라크인가? 이란인가? 몰라 어디랑 1월달에 축구한다고 들었어. 근데 그거 정확한 날짜 몰라. 댓글에 가르쳐주세요. 축구 며칠 날인지 봐야 돼요. 있는 해를 봐야지. 아니 한국에서 베트남 축구 검색이 잘 안 되잖아. 저는 nói là tháng 1 này nghe nói là có bóng đá đó mọi người. Mình cũng biết nữa nhưng mà mình không có nhớ là ngày nào và đá cái đội nào. Nhưng mà mình cũng nghe nói là tháng 1 này có đội đó mọi người. Cho nên chồng mình hỏi là ai biết ngày nào đá với đội nào thì comment ở dưới hộ chồng mình để chồng mình theo dõi đó mọi người. Ghiền bây giờ là nhờ mọi người. Đúng rồi, phải tự nhiên hàng của Việt Nam có rẻ, Việt Nam có rẻ, Việt Nam có rẻ. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Nhớ đăng ký kênh hộ mình nha mọi người ơi. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Việt Nam có đấy, Việt Nam có.